trang dashboard của chúng ta, chúng ta sẽ tìm tên. Ví dụ các bạn làm chữ A. Đây, là các anh hùng có chữ A ở trong tên. Bombatot này, Serachitat này, Ma, Ghe, Ta. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ. Bài 18 và cũng là bài cuối này thì chúng ta sẽ đi vào chức năng tìm kiếm hero. Và cụ thể đây sẽ là tìm kiếm theo tên. Đầu tiên chúng ta sẽ thêm mới một hàm search hero ở trong hero.service.ts. Tôi sẽ thêm một cuối. Thực ra thì thêm ở đâu cũng được, nhưng tôi hay thêm một cuối. Ok, chúng ta đã có hàm service search hero. Tiếp đến chúng ta sẽ thêm mới component search vào trong dashbar. Đây, chúng ta sẽ thêm mới dòng này vào trong dashbar.component.html. Các bạn có thể copy cả đoạn code và thay thế cả file nhé. Nhớ là copy hết ở đây thì phải thay thế cả file. Chúng ta sẽ cùng truy cập đến dashbar.component.html, thêm dòng app hero search ở đây. Vì chúng ta chưa tạo component này nên hệ thống sẽ báo lỗi. Chúng ta sẽ cùng mở cmd và gõ câu lệnh tạo mới component. Đây, câu lệnh tạo mới component ở đây. Copy và paste vào. Enter. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây, hệ thống đã tạo ra cho chúng ta 4 file. Sau khi tạo xong component thì chỗ này của chúng ta đã hết lỗi rồi. Chúng ta đi đến phần tiếp theo. Chúng ta sẽ chỉnh sửa ở trên component hero search.html. Chúng ta thay đoạn code cũ bằng đoạn code mới. Đoạn này của chúng ta sẽ là lọc tất cả những hero mà thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Chúng ta đang bị lỗi ở hai chỗ này vì chúng ta chưa có hàm search ở dưới backend, cũng như là biến hero đô la này. Ta sẽ edit, chỉnh sửa phần backend ở dưới. Phần backend chính là file TypeScript này. Ta sẽ thay thế bằng code mới. Sau khi chúng ta lưu thì lỗi không còn xuất hiện ở đây nữa. Như vậy là chức năng search của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta hãy cùng kiểm tra. Trang dashboard của chúng ta sẽ tìm tên. Ví dụ các bạn làm chữ A. Đây, là các anh hùng có chữ A ở trong tên. Bombatot này, Serachitat này, Ma, Ghe, Ta. Đến vào đây thì cũng bay ra trang chi tiết của hero. Như vậy là chúng ta đã thêm mới được chức năng search. Và khóa học Angular trên trang chủ Tour Hero của chúng ta cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi
và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.